Nếu mà tôi mà tôi trị anh ấy quản lý dữ liệu đây mà nó không hết ấy, thì anh nên đi tìm thầy tâm linh gỡ ra, chứ trị này không bao giờ hết đâu. Nghĩ lại là thầy nhiều lúc là thầy đi chữa bệnh ở xe làm sao? Sụp là sợ bất công. Các dạng cần thuốc ra thầy. Rồi. Đi. Được. Được. Cái mình nghĩ mình đi mà thầy không đi chữa bệnh ở xe là tôi, mà mình làm công ty thì đâu được nghỉ nhiều. là lâu lắm là một tuần lớn lần. Có khi là cứ 3-4 bữa lớn lần. Đi cứ chết gió. Ngày xưa là mình nghỉ gió là chết, là lúc đó là chết hết. Hết. Nhưng mà từ bắt đầu mà nó lộ ra là bắt đầu từ năm 2021 tới giờ là chắc cũng gần 4 năm rồi. Là cứ đi chích lỡ gió miết mà đi chích lỡ gió gì là nó đâu vào đấy, nó không bớt. Mà nó đau nhiều lúc cứng người. Nó đau nhiều lúc là cứng hết cả người luôn. Nhất là khi ngủ dậy. Cái là mình đi quản lý trị liệu với thầy. Là cái người mà quản lý dữ liệu mình đã là trước khi đi là nằm trên cái giường đá, người ta đã hút cái âm khí trong người ra, người ta mới làm đó, là nó nóng hút lắm, là người rờ sau cái chỗ đó này lưng. Dạ. Ủa sao cái ông này sao nó lạ lại so với mọi người đó. Dạ, mới nói là nếu mà tôi mà tôi trị anh ấy quản lý dữ liệu đây mà nó không hết ấy, thì anh nên đi tìm thầy tâm linh gỡ ra, chứ trị này không bao giờ hết đâu. Mà nói đúng mình là nghi rồi. Nhưng mà này, mình nhìn cái biểu hiện ở cái cùi chó mà này, trong người mình nhiễm âm là rất nặng. Hồi xưa là nó lan lên là nó bồng kiểu như vậy này, đen nhìn ghê lắm, tay làm vậy. Từ ngày mình đi quản lý dữ liệu nằm giường đá hút ra thì nó đỡ, nó lật lòng. Nhưng mà mình nhìn thấy cái biểu hiện là ở của chó này. Thì xưa nó lan ra nó đen nhìn luôn. Mình cứ tưởng mình đâu phải là quấn quả đài, mình quấn già nó co chát hay nó đen mình nốt. Nó đang không làm gì. Em làm ở văn phòng mà, đâu có làm gì nặng đâu. Anh có đi thầy không? Dạ hầu giờ là không có đi thầy. Với giờ là mình nghi rồi. Cái đợt đó là về quê, cái năm ngoái tháng 11 về đây. Mình nghi ông già, ông dẫn lên ông thầy chùa ở trên đây. Ông coi, ông nói là bị nhiễm bùa Nam Mông với có quan theo đó. Mình xác nhận là chính xác rồi đó. Là mình nói thôi giờ phải ở đây là tầm 2-3 tháng nữa lên là để ông trị. Nhưng mà em làm trên đất nông á, đâu có thời gian. Mà ông lại nói một câu mà không chắc chắn là thầy chữa hết đâu. Ông nói trước vậy mình nói mình có thời gian không, quyết định mới liên hệ với thầy cho nhanh. Chứ ông đã nói vậy thì nó mất thời gian quá. Em đi làm công ty mà. Ông kêu tìm thầy cao hơn. Rồi trong cơ thể anh về xong. Nó đau nhất, tức ngày xưa ví dụ mà nó đau cục sống á. Thì nhà đông y cái thuốc là uống ngày xưa thuốc hay lắm, uống là hết. Nhưng mà cái thuốc đây là uống là nó bớt đau 3-4 bữa trở lại. Mà nó tức ngay nè. Mà nó không có một chỗ, nó chạy cúng người đó. Nó lại chụp nó là gai 6L4L5 ngủ lên hay gì. Quên năm ơi, cổ 4L5 gì giờ. Bữa vô chụp âm trai nói gai đốt sống ngực gì đó. Nó không có nằm một chỗ. Nó lung nó chạy cúng người đó. Chạy tới chạy lui ha. Dạ nó. Mà đặc biệt cái năm 21 nha. Em nằm ngủ là đấy. Mình cảm giác nó chạy lên, nó ròn mình biết luôn. Ròn. Ở dưới chân kia lên hả? Giật. Ròn lên từ nhất là chân phải này, lên ròn. Ròn mình ngon, mình cứ tưởng là con kiến nó bò mình chụp vào nhá, nhưng mà không phải. Nó nhột, mình biết là như con kiến bò vậy đó. Chứ không ai. Thành ra mình nghi, là em nghi rồi. Chứ là đợt đại gì là thầy chùa là nó kết luận câu nữa là chính xác. Nên cũng nhờ thầy chứ là chữa giờ tây y kho là không xin nhờ, nó có thuốc nào nó bớt non dài 3-4 bữa rồi nó không trở lại đâu. Lại dạ. Mà uống thuốc là đời không, mà đặc biệt cái là nó không cho tắm nha, kiếm như nó không cho tắm 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 là bị ốm liền.
tắm là bị bệnh. Dạ, tắm là bệnh, cứ uống thuốc cảm biết thôi. Uống vào mà nóng ruột luôn. Cứ cảm xúc. Dạ. Nó nói nhiều lúc mà nói ra ở đây sâu. Ây dừa. Không cho tắm. Ây dừa. Không cho tắm. Chính cái người mà trị hoặc cái gì điều cho mình, cái bà, cái cô đấy, bà không nói, bà không viết chút tâm linh nói. Dạ, ông kiểu nó kiểu bắt ở dơ, ở với mình nó đâu cho mình sạch. À, phần âm nó bắt ở dơ, ở với mình, không cần mình sạch. Nó nói vậy, mình nghiệm cũng có lý. Mà đặc biệt tắm là đều, tắm là đều là uống thuốc, tắm thuốc cao. Dạ. Mà nó đâu, bữa nó đâu là cứng hết người vậy. Biết từ ngày mà thầy được nhận lời ấy, hình như nó sợ nó tốn nó mất rồi. Giờ nó còn chỉ đông nó nhối cho thôi, dù mình nắng là nó đeo thôi. Mà nguyên cái bữa chiều bữa là cái anh này là điện thoại báo là đỡ tới ấy. Cái đêm đó là em đang làm cả ba công ty, tốn nó nắm ruột cào luôn, bắt đau bụng, đi cầu miết mà toàn nước không à. Má mình nói trong bụng, nếu mình cho lên xe, nếu cho mình lên xe về để chữa bệnh sao. Là mình ra sáng là ra mua 2 liều thuốc đau bụng, uống một liều báo ngân sách đi về tới đây cứu vậy. Trong cơ thể bực bội đúng không? Mắt kiểm soát, mắt kiểm soát không? Nhiều lúc nó quên nhớ. Dạ, nó sao mà chứ có lẽ nó còn nhẹ nên còn đi làm được. Chứ nếu mà nặng thì chắc cũng nghỉ việc chứ không làm được. Cho nên là sao? Là nó nhiều lúc nó người nó ghê dạng bệnh mà mạnh chứ nó sao đâu á. Có lúc nó mạnh, có lúc nó mệt, nó mệt không? Dạ. Cái nhiều lúc mình ngủ á, hình như ai đập giật mình nói lên cái đập cho người. Dạ, mà tối ngủ thấy trên bao tầm ba thấy gì? Cái thấy, thấy là toàn là quan hệ. Thấy có người phụ nữ đẹp rồi, đàn ông cũng có, thấy lộn xộn chứ không phải là riêng phụ nữ không. Thấy quan hệ phụ nữ, thấy đàn ông nữa. Đàn ông hả? Cái kiểu là mỗi kiểu thấy mỗi tình tỷ ba, còn cái người phụ nữ đó mình yêu người đó, còn cái người thì đàn ông kia vô phá kiểu vậy. Thường thấy ác mộng. Dạ, ngủ hay thấy lắm, nhưng mà từ ngày mà gọi thầy nói như là ít dần ít thấy rồi. Họ đã giúp cho. Dạ. Tới nè. Thở gì anh? Bình tĩnh. Tướng to quá tắt thở gì? Ôi 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 ô
Xong. Bình tĩnh lại. Quá nhiều. Tiêu quên đó. Thôi gắng đi. Cố gắng bình tĩnh lại. Tớ không nói rồi. Dạ trời ơi. Nghe không? Nghe. Bình tĩnh. Hai. Ba. Bốn. Hít sâu thở ra. Hít sâu thở ra. Rồi, cố gắng nha. Nhiều nữa đó. Ổn rồi. Bị sao rồi? Bị hại vậy sao? Ngồi vậy đi. Nè, mở ra, uống đi. Bình tĩnh, ổn rồi. Sống rồi đó. Xin cũng xin cảm ơn thầy Trung và tất cả anh em ekip của thầy. Thầy không quản ngại đường xa đã đến nhà để giúp mình. Xin cảm ơn rất là nhiều thầy. Hiện tại thì nó còn vết bớt, nó còn hơi đau nhưng mà trong cơ thể của người nó nhẹ, đặc khá là nó nhẹ. Nó nhẹ hơn lúc rất nhiều. Tỉnh táo. Tỉnh táo người. Cho nên là xin mọi người là các bệnh này thì hãy liên hệ trực tiếp với thầy trên cái số trên YouTube để tránh tình trạng là lừa đảo. Đó, đó là cái quan trọng. Và cũng như một lần nữa là xin chúc thầy Trung dồi dào sức khỏe đó mà giúp cho nhiều người các cái bệnh về tâm linh như mình. Xin cảm ơn. Chỉ có một số ở trên YouTube thôi, liên hệ trực tiếp với thầy chứ đừng qua cái những cái mạng khác, là tránh đỡ mình tránh cái tình trạng lừa đảo thôi. Xin cảm ơn. Thank you.